quý vị, rạng sáng 5 tháng 6 năm 2022, một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Những người trong một gia đình đang ngồi ăn khuya trên vỉa hè của một quán ăn trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thì bất ngờ một chiếc ô tô lao lên vỉa hè tông trúng những người này. Do chấn thương quá nặng, người chồng đã tử vong tại bệnh viện sau đó. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5 tháng 6, anh Phạm Công Hân, 38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, đang cùng vợ con ăn ốc khuya trên vỉa hè tại một quán trên đường Võ Thị Sáu thì bị một chiếc ô tô đang chạy trên đường lao vào tông trúng. Vợ và con của anh Hân bị thương nhẹ, được đưa vào cấp cứu ở một bệnh viện gần hiện trường. Sau đó, người vợ được xuất viện, còn người con chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai tiếp tục theo dõi điều trị. Riêng người chồng là anh Hân bị thương nặng, được đưa thẳng từ hiện trường vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Anh Hân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy hở xương chậu. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã phát tín hiệu quy trình báo động đỏ để cấp cứu. Ca mổ hoàn thành nhưng do chấn thương quá nặng, đến 3 giờ sáng cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc ô tô tông những người trong cùng gia đình đang ăn khuya trên vỉa hè được lực lượng công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.